Mình mới mua cây thước này làm hình bông hoa đẹp lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Con mới mua cây thước này đẹp lắm rồi mà. Vẽ được hình bông hoa luôn nè. Mẹ thấy cây thước này nó hay chứ. Con quằn sao mà lát ra cái cánh hoa luôn. Quên nữa, bà ngoại gửi cho con gà nè. Thì mẹ nấu cháo đảm bảo cho tụi con, tại thấy tụi con học bài suốt luôn á. Dạ, con thích nhất là ăn cháo gà. Hay bây giờ con vô phụ mẹ nấu thì là lát nữa mẹ rước con Vinh về ăn như thích cho mà coi. Dạ. Đi cho. Wow, bà ngoại cho con gà này trang nhìn nè. Trời ơi, có 3 trứng luôn. Đây là trứng nhỏ của nó nè con. Gà này ngoại nó già rồi, nó chậm đẻ nên ngoại cho con á. Dạ. Thôi bây giờ con bào mẹ khuôn hành đó nha. Dạ. Bây giờ mẹ bắt gà lên mẹ luộc cho nó chín rồi mẹ bỏ gạo vô. One hour later. Nồi cháo gà của ba mẹ con mình đã nấu chín rồi nha các bạn. Bây giờ hai đứa con rửa tay chưa? Dạ rồi. Thì ăn nặng tắt cho mẹ đi. Trời ơi, con tưởng mẹ kêu con xé gà chứ nha. Rồi, tắt. Mẹ xé gà cho hai đứa ăn. Đây các bạn thấy không? Ôi. Ủa cái màu trắng trắng này là gì vậy mẹ? Cái này là cái dầu trường của con gà nè, thấy không? Này ăn cũng rất là ngon đó. Con ăn đi. Rồi con thưởng thức đi. Rồi bây giờ tụi con muốn ăn gì? Mỗi đứa này ha. Con ăn cái đùi. Mẹ biết lắm à. Rồi, mẹ ưu tiên. Đây. Ôi, lâu lâu, lâu lâu bà ngoại mới cưng hai đứa cháu tôi mới cho đó nha. Để em chấm món nha. Rồi, lên. Mời các bạn nha. Sao không? Thịt nước ngọt. Cắn vô danh. Dai mềm mềm ngon quá mẹ. Cái này á, con gà này bà nội nuôi, bà ngoại nuôi đất á, bởi vì nó dai con. Ngon chút nha. Gặp Vinh đi học về đang đói bụng đó các bạn. Ăn cái này vô là đúng bài luôn á. Rồi mình mời các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Cái cánh mình thì rất thích ăn cánh. Chấm vô rồi. À, hết vô. Ăn cháo gì ngon quá. Thịt gà rất là dai các bạn ơi. Ngọt nữa. Ngon quá. Quá ngọt chứ mẹ. Mẹ nấu con gà mẹ nấu tô cháo với lại mẹ bỏ nấm nữa bởi nó ngọt quá con. Có cây đỏ nữa. Trời ơi, gà này rất là nhiều thịt nha các bạn. Để cá chấm luôn. Nó sảy luôn các bạn ơi. Da gà thì nó béo. Nó ngọt, rất là ngon. Con thử trứng nữa coi. Đúng rồi, thưởng thức trứng thử coi Vinh. Mà cho bạn trứng nha. Quên nữa, nãy giờ mẹ quên cặp kẹp với rau răm à. Trứng nó béo. Ở bên trong nó là vàng. Vàng ươm luôn hả con? Ngon quá. Thịt gà ở nhà mình nuôi nó không có bị ngán nha các bạn. Để mẹ thưởng thức cái trứng nha. Bạn thấy không? Trứng nhìn rất là chi là hấp dẫn. Chấm vô. Quá béo. Thôi ăn thêm cháo nha mấy giờ. Mất không con? Dạ. Trời, con thích ăn nấm nè. Trời ơi. Bà ngoại cho con gà này á. Bà ngoại dặn á làm luộc nấu cháo xong là để tụi con á xé nguyên con ăn về cho đã luôn. Dạ. Gà mình ăn với rau răm mới đúng chất nha các bạn. Muối này nó cay quá. Gà mà chấm muối ớt cay mới ngon á chị. Nhìn nó đúng rồi hả Trang. Vừa cay mà vừa chua, vừa mặn mặn mới ngon. Nãy giờ cái dầu trường chưa đứa nào ăn hết. Ăn không mẹ ăn nha. Dạ con ăn. Rồi rồi vậy chia ra mỗi người một miếng ăn thưởng thức con như thế nào nha. Thì trứng nó là muốn đẻ là phải thông qua cái quầy dầu trường này nè con. Rồi. Rồi Trang, thưởng thức thử Trang. Dạ, thử ăn cơ. Như thế nào? Rồi các bạn vào trường nha. Nó cứng cứng mềm mềm nè. Với lại nó ngọt. Ngọt hả nè, thì mình thưởng thức đây. Nó dần dần. Đúng rồi, dầu trường này nó dần dần hả con. Dạ. Nó bùi bùi.
cái vào trường này là trong con gà đẻ nó mới có các bạn, bình thường thì nó không có, nó như bản vậy nó rất là hiếm. Đứa nào ăn trái tim không? Ừ. Con gà có một trái tim à, ai ăn? Yeah. À nè, ba mẹ con mình ăn mới có nửa con gà mà giờ no quá các bạn ơi. Thôi video của ba mẹ con mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.